vậy mà anh không chịu khác. Không phải là khác. Cái này dạng qua khác nha. Không, không phải là khác đâu. Cái này nè, cái này. Đánh nó tự văng luôn. Không khác. Cái miếng đá luôn. Không có khác. Trời ơi. Kỳ quá, cái này là em cố tình làm như vậy anh hiểu không? Để cho nó chiên giòn, nhìn nó chiên giòn anh hiểu không? Nó giòn. Em làm rồi, em làm bằng hết sức tình cảm như em nhận cho anh mà anh nói chuyện với em vậy, em buồn lắm. Em nên buồn. Em nên buồn, sao làm tốt không? Vậy là ống trái nha, đây là ống trái. Để... đó là chiên giòn, nó vàng vàng mà. Giòn bà, nào quý tôi, đã ung thư tôi chết là vì mày đó. Anh nói anh kỳ không à? Ăn này ung thư nè. Anh kỳ quá à. Anh tin đi. Trái mà tao bỏ nửa cái. Em tại em thích cái gì nó giòn giòn nên. Giòn bà nội tôi, mới tao làm cho mày giòn mà không trái mày tính tao tính gì ta? Tao tự nhiên là làm vậy anh xịu. Anh mới hỏi em tại sao tự nhiên em làm vậy? Anh phải yêu thương em. Em cũng nên yêu thương anh. Anh đừng nói vậy. Vậy là sao em nói vậy? Cái này có trái gì, cái này đâu có phải trái, đó là chiên giòn. Ừ, vậy không trái. Nè, mày nó vậy nó không trái nè. Nè, không trái không? Đúng trái có chút chi thôi, còn ngoài ra có trái gì đâu. Anh kiếm chỗ trái chỗ nào đi nói đi. Em nói, em phải nói là kiếm chỗ nào không trái. Không vừa chịu trái. Này giống mày nói dùng câu tôi kiếm chỗ nào không trái, mày nói đi. Trời ơi, nó khét mà nó đen luôn, nó thúi luôn á, nó khét luôn á. Mà nó không chịu trái. Lần đầu tiên làm món ăn cho anh mà anh nói chuyện với em vậy đó. Anh cũng không hy vọng đây là lần rồi, cứ hy vọng đây là lần cuối luôn. Không mà bà nội tôi cũng dám nhờ mày nữa. Em làm bằng cả trái tim của em, dành tình yêu của em dành cho anh đó anh xin. Vậy giữ trái tim xài đi em. Kỳ quá à. Chết, em muốn chết luôn. Em ăn gì hận à. Đáng là cái giỏ sao rất là ngon. Nếu biết cái gì nó vừa giòn vừa thơm. Vậy mà nãy giờ vợ ăn đó, tại sao vợ ăn nói đi? Tôi chỉ ăn cái thịt thôi, cái thịt nó ngon. Hứa cái giỏ của sao nè. Đây là giòn. Các bạn thấy không, đây là rõ ràng là cái nó giòn. Giòn bà nội thích. Nó là giòn, có trái gì đâu. Còn kiếm chuyện tôi hoài à. Kiếm chuyện hoài luôn á. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi đó. Chúc anh ăn nhiều xong mập lên nha. Mập lên 100kg đi. Em đang chùa đó. Đó là trù, chứ mày là chùa. Ờ, chùa. Em đang chùa. Nói cái gì cũng được. Làm cái gì cũng được. Mà cái chửi người ta cũng được. Em đang chùa anh đó. Chùa anh mập lên 100kg nha. Lát nhớ quăng lên mạng nha. Có gì cho năn nỉ mày quăng cho dân tình vô nó coi. Nói là em làm với chồng em, bằng thảo trái tim mà chồng em chửi em để đăng như có ai chửi nữa. Đăng đây được. Chim như vậy thôi mà chồng em chửi, nói vậy thôi là coi người ta chửi mày không. Em còn tự chụp, em nói thiệt em hỏi nên em tự chụp hình tại vì em thấy em giỏi quá. Thì đó, phụ nữ đăng đi. Phụ nữ đảm đang quá em. Em làm em viên cái này ngon không, nhìn ngon không, vàng ươm, nói vậy đó. Em viên vàng ươm, không có trái miếng nào đơn chuyện mà chồng em chửi em. Coi có ai vô chửi mày không, đó thì năn nỉ mày luôn. Em năn nỉ anh luôn á, anh thương em đi. Sau khi Harry đăng lên mạng thì mẹ của Harry đã chiên lại cái khác và đem xuống cho vợ chồng Harry ăn. Ê chồng ơi! Chồng ơi! Mẹ em bưng qua lên. Mẹ em bưng qua. Em tao bấm chuông em tưởng là quân nó qua lại hay gì á, ai về mẹ em cầm cái này mẹ em cho con rể ăn đi, cho con rể. Cái màu em nhìn cái màu đi là nói chuyện đó, cái màu này là khác hay không, em nhìn cái màu của em biết. Chết rồi. Ê, đúng rồi đó anh xin. Em chiên mà tới lúc mẹ em là còn phải hoang mang là em hiểu. Chính mẹ ruột em nghe, tôi không hề nói quan cho em nghe, chính mẹ ruột em tự thấy đau lòng vì con gái mình nó bưng lên giữa đêm giữa khuya như vậy. Bà dựng đầu bà nhẹ, bà tự động bà nấu bà chiên lên như vậy thì em tự lớn tưởng đi là biết cái sự xót xa của bà con rể nó như thế nào.
Cái dĩa này là cái dĩa dằn mặt đó. Ô mà. Để bù đắp lại cho sự nhục nhã của bà và con gái ruột của bà. Thôi ra ngoài lẹ lẹ ăn đi nha chồng. Là ngon không? Còn dám hỏi nữa. Nghĩ đi. Nhưng cấp người ra ăn mới gọi. Sao? Ngon mà đúng không? Nghe ai làm mà ngon? Nói đi. Cứ cái gì vậy anh chị? Cái này là những cái há cảo mà mẹ ruột của nó giữa đêm bưng lên cho em ăn. Sau khi nó bót cái tiệc manh đua, đó là manh đua. Sau khi bót cái tiệc Tết đó, bà mẹ bị chấn động tâm lý mới chịu. Giống như là sang chấn á, kêu là con nghĩ con gái mình nó khủng khiếp đến như vậy đó. Thương cho thằng con rể này. Mẹ phải nấu ăn bò vậy giữa đêm, nấu ăn chiên lại để cho nó hiểu như thế nào là manh đua. Đó là chiên nè, để cho nó hiểu đó. Mang lên giữa đêm mà nói thôi thương con rể quá, đưa nó ăn đi con. Nói nghe rớt nước mắt không có gì. Mẹ vợ của tôi đó. Mà nãy nó cầm cái cục lên là nó cãi tôi chứ, nó nói đụng vậy mới là ngon nè. Ăn vậy không có chơi. Ăn vậy không chế nha quý vị. Không chế. Ôi mà mẹ em chiên ngon quá. Dậm miếng đặc chiên. Dậm miếng đặc chiên mẹ mà. Em biết rồi. Em bây giờ hỏi biết rồi. Tôi nói bụng nồi tôi cũng dám nhờ bà chiên là thứ hai nữa chứ bà biết cái gì. Cái người nó biết là tôi nè, tôi biết cái cách nấu của bà rồi nha. Bà không biết gì chăng á. Cái gì bà cũng biết, chỉ có biết điều là bà không biết thôi. Anh em biết điều nên em mới rác em vô em chiên đó anh xin. Em nói thiệt, em tưởng mà em nói thiệt. Tại vì cái trong đầu em anh hiểu không? Em nghĩ là dầu mè là luôn luôn phải là màu đen. Còn cái dầu mè kia là màu vàng. Thì em tưởng là, em nói thiệt, đó là dầu ăn mà nó, cái tên nó là mè anh hiểu không? Quý vị thấy nó khùng chưa? Nó nghĩ cho nó có một cái chai, một cái thương hiệu dầu ăn mà thương hiệu là mè, phải nổ điên không? Người ta ghi rõ là chữ dầu mè mà nó nghĩ đó là chai dầu ăn mà thương hiệu là mè. Một cái chuyện phi lý như vậy nó cũng có thể hiểu được. Ai biết được anh gì? Nhiều người đôi khi người ta thích dầu ăn mà có cái hương vị là có cái dầu mè anh hiểu không? Tại vì dầu mè đối với em là dầu mè là phải là màu đen, anh hiểu chưa? Người ta có mè đen với mè nành, mè trắng. À vậy hả? Đó là mè, đó là mè trắng. Cái dầu mè của tôi nó màu nó sáng. Mà tưởng dầu ăn cũng có ai đi chiên đồ ăn bằng dầu mè hết á. Thương em đây. Bà thương tôi đây.